Thưa quý vị, sau hơn một tháng triển khai thực hiện cao điểm phòng cháy chữa cháy của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phát động rất nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã có cách làm hay sáng tạo, góp phần tích cực hiệu quả, ngăn ngừa những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra tại khu dân cư, tổ dân phố. Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đang được người dân ở 56 xã phường hưởng ứng xây dựng không chỉ bởi sự khả năng mà còn bởi tính thực tiễn rất cao. Cho đến tận bây giờ, bà Nguyễn Thị Thúy, bí thư chi bộ khu dân cư Đức Lợi 10, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và người dân nơi đây vẫn không thể quên vụ cháy cột điện vào giữa đêm tháng 6. Rất nhanh chóng, cả khu phố được báo động và dùng bình chữa cháy được trang bị tại điểm chữa cháy công cộng. Dập tắt ngọn lửa đang trực chờ lan sang các khu vực khác, ai nấy đều cảm nhận rõ sự kịp thời hiệu quả của mô hình điểm chữa cháy công cộng. Điện nó đã cháy rồi thì mọi người mất điện, mà trời đã nóng bức, mà tất cả mọi người phóng hết ra ngoài. Mà khi thấy ngọn cái lửa nó bốc lên thì ai cũng hết hồn luôn. Bản thân tôi cũng thế, bản thân tôi ra nhìn thấy cái trụ điện nó cháy là cũng hết hồn luôn. Cũng là rất là hoan nghênh cái tinh thần của nhân dân ở đây về cái phòng cháy chữa cháy. Mà tôi cũng phải ra rất cảm ơn công an phường, nhất là cháu anh Ngọc Minh là đã kịp thời là chúng tôi chỉ mới bắt cái bình này là chỉ khoảng có mấy ngày thôi. Thì khoan nhân xảy ra sự cố, tôi cho là rất hiệu quả. Tính riêng trong cao điểm phòng cháy chữa cháy, quận Hải Châu đã vận động bà con nhân dân ở địa phương xây dựng được hơn 60 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và gần 500 điểm chữa cháy công cộng nhằm tạo nên mạng lưới phòng cháy chữa cháy dày đặc tận sâu trong những kiệt hẻm. Anh Nguyễn Bá Thảo, tổ trưởng một tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy phường Thuận Phước cảm thấy rất vui khi cùng bà con hưởng ứng mô hình phòng cháy chữa cháy hiệu quả này. Cái mô hình mà liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thì nó rất là hữu ích cho bà con, nhất là ở trong những cái trường hợp mà trong các kiệt hẻm mà xe phòng cháy chữa cháy họ tiếp cận điểm cháy rất là khó. Thực sự là nó rất thiết thực, nó không phải là mang tính phong trào mà nó mang tính thực tế, và cái mong muốn thiết thực là làm sao đó là tổ chức thêm được nhiều buổi tập huấn cho tất cả bà con trong tổ được có cái kỹ năng về sử dụng các cái dụng cụ, các cái thiết bị phòng cháy chữa cháy một cách hiệu quả, kịp thời và tránh nguy hiểm khi tiếp xúc đám cháy. Để bà con nhân dân hiểu và đồng thuận về việc xây dựng hai mô hình phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an, ít ai biết được mỗi công an phường, mỗi cảnh sát khu vực đều phải ra sức tuyên truyền vận động đến từng hộ dân. Xuất phát từ ý nghĩa bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân nên rất nhiều bà con đã thấu hiểu và ủng hộ tích cực. Dự kiến trong tuần đến là sẽ tổ chức thêm 6 điểm về liên gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Thuận Phước, về các hộ kinh doanh kết hợp với nhà ở và các khu dân cư phía trong. Và trong từng tổ dân phố là hiện nay công an phường đang vận động mỗi tổ dân phố là phải có một ít nhất là một cái điểm chữa cháy công cộng, để làm sao cho trong từng khu dân cư là luôn luôn khi có xảy ra sự cố tình huống thì là có được ngay cái phương tiện trang thiết bị tại chỗ, bình phòng cháy chữa cháy, các trang thiết bị đập phá. Và qua cái việc kết hợp với cái thành lập cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy này thì là phải liên kết vào cái trong công tác phòng chống tội phạm, khi phát hiện ra các đối tượng hình sự, các đối tượng trộm cắp, các đối tượng vào hoạt động trên địa bàn khu dân cư thì người dân có thể sử dụng ngay cái liên gia này để cảnh báo và để huy động cái lực lượng quần chúng nhân dân trong khu dân cư ra để khống chế, bắt giữ và báo cho công an phường. Bên cạnh việc nhân rộng hai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng, công an 13 phường của quận Hải Châu cũng tăng cường tổ chức tuyên truyền tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy ở khu dân cư, vận động người dân trang bị bình chữa cháy xách tay, bố trí lối thoát nạn thứ hai, hướng đến đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên toàn địa bàn.